cây mã đề hay còn gọi là cây mã tiền xá, sa tiền thảo, là loại cây thân thảo và loại cây sống lâu năm. Đây là loại cây có chức năng tái sinh, có thể tái sinh bằng rất là nhiều cách, đặc biệt là bằng nhánh và bằng hạt. Và đặc biệt là thân cây có độ cao tầm 10 đến 15 cm. Mã đề là loại cây có thể dễ dàng nhận biết bởi phiến lá có hình dạng thìa, có khi thì hình giống như hình quả trứng, lá có gân, lại hình cung dọc theo đường sống lá và tất cả thì đồng quy lại ở ngọn và gốc lá. Mã đề thì có vị ngọt, tính hàn. Tác dụng chính của cây mã đề là chữa các bệnh về tiểu tiện, ho lâu ngày, viêm phế quản, dịch tả, lỵ. Bộ phận dùng để làm thuốc thì hạt mã đề phơi khô hoặc là sấy, gọi là sa tiền tử. Toàn cây bỏ rễ, phơi hay sấy khô, gọi là sa tiền thảo. Lá của cây mã đề tươi hay là sấy khô đều có thể sử dụng để làm thuốc. Về thành phần hóa học trong cây mã đề thì trong lá của cây mã đề rất là giàu canxi và có chứa rất là nhiều khoáng chất, chứa thành phần khác nhau. Với một lượng khoảng 100 gram, lá của cây mã đề thì có chứa một lượng vitamin A tương đương với một củ cà rốt. Về cây mã đề có rất là nhiều công dụng quý. Chúng có thể được dùng để điều trị nhiều bệnh lý và loại bỏ các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như lợi tiểu, tác dụng kháng sinh, chữa ho, trị đái dầm hay là đái khá là nhiều ở trẻ em, điều chỉnh hơi thở, chữa cao huyết áp, vân vân. Cây mã đề giúp cải thiện sức khỏe cho nên đặc biệt là đường hô hấp rất là tốt. Một trong những công dụng truyền thống phổ biến nhất của loại cây thảo mộc này là hỗ trợ sức khỏe của phổi. Lá cây mã đề rất là giàu chất nhầy, có tác dụng bảo vệ và khử mùi trên đường hô hấp. Chúng làm ẩm và bao phủ đường hô hấp bằng một lớp bảo vệ, giảm kích ứng gây ho khan. Ngoài ra thì các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng lá của cây mã đề có tác dụng chống lại bệnh viêm phế quản cấp và mãn tính. Trong thành phần hóa học của lá mã đề thì có chứa lycerol và betaine, có tính khử mùi tự nhiên, nhờ đó có tác dụng làm dịu phổi, kích thích sản xuất ra nhiều chất nhờn, giúp giảm khó chịu và kích ứng đường hô hấp. Lá của cây mã đề thì có chứa hàm lượng vitamin A và vitamin C cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hàm lượng tannin cao, mang lại hiệu quả chống viêm và chống nhiễm trùng. Cây mã đề là một loại thuốc chữa vết thương tuyệt vời và khả năng cầm máu và chữa lành các vết thương và như các vết bầm tím, bao gồm các vết thương do va chạm, vết cắt, vết ong đốt, vân vân. Đồng thời, cây mã đề còn có thể trị mụn và cả vết loét. Khi điều trị vết cắt và vết thương hở khác thì chúng không chỉ cầm máu mà còn ngăn ngừa sự nhiễm trùng bằng cách loại bỏ bụi bẩn và khử trùng vết thương, giúp vết thương mau lành các hiệu quả. Về cách dùng thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần sử dụng từ 3 đến 4 lá mã đề, rửa sạch, giã nát và đắp lên vết thương. Đặc biệt là vết thương hở và vết thương bị chảy máu thì cầm máu rất là nhanh và rất là mau lành. Trong cây mã đề, người ta còn tìm thấy rất là nhiều dưỡng chất cần thiết. Chúng được xem là giải pháp hữu hiệu, hiệu quả và an toàn để nâng cao chức năng của thận và phục hồi thận bị suy yếu. Ngoài ra thì sỏi thận cũng được xem là một trong những bệnh lý phổ biến và nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ tạo ra nên những cơn đau rất là dữ dội và tệ hại hơn, sẽ ảnh hưởng đến thận cũng như các cơ quan khác trong cơ thể. Thay vì sử dụng các biện pháp điều trị bằng y tế thì sử dụng cây mã đề được xem là một biện pháp rất là an toàn, hiệu quả, ít tốn kém mà lại không có tác dụng phụ. Cây mã đề hiện nay thì rất là dễ tìm, rất là dễ trồng và dễ chăm sóc. Có thể nói là chỉ cần trồng một lần là có thể sử dụng rất là nhiều năm, tại vì chúng phát triển rất là nhanh. Không chỉ được dùng để làm thuốc mà cây mã đề còn được sử dụng như là một loại thực phẩm rất là hữu ích hàng ngày. Món ăn từ cây mã đề có thể được dùng và chế biến rất là đa dạng, giống như các loại rau xanh khác. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà có thể dùng chúng để xào, luộc hay thậm chí là nấu canh hoặc là có thể ăn sống.
Đối với những ai đang gặp tình trạng nóng gan hay là mặt thì có thể sử dụng lá mã đề tươi kết hợp chung với gan lợn. Sau khi sơ chế có thể đem hai thứ nguyên liệu này xào chung với nhau hoặc là chế biến theo khẩu vị riêng, sử dụng liên tục trong các bữa cơm hàng ngày trong khoảng 1 tuần thì sẽ có kết quả rất là tốt. Ngoài ra thì với những người có bị mụn nhọt trên cơ thể thì có thể giã nát lá mã đề tươi để giúp giảm sưng, đắp lên giúp giảm sưng và giúp giảm bớt độc tố. Đối với những người thường xuyên bị chảy máu cam thì cách tốt nhất là sử dụng lá mã đề tươi. Ở đây sau khi giã nát thì sẽ lấy vắt lấy phần nước cốt, sau đó thì hòa chung với một ít nước và uống. Hoặc cũng có thể kết hợp giữa việc uống lá mã đề tươi đã được giã nát và lấy cái phần bã đã được giã nát đó thì đắp lên trán, sử dụng liên tục trong vòng khoảng vài ngày thì bệnh chắc chắn sẽ khỏi. Ngoài ra thì cây mã đề còn có tác dụng là chữa rụng tóc. Việc rụng tóc là một vấn đề gây rất nhiều phiền toái, và để điều trị chứng rụng tóc thì cách tốt nhất là sử dụng lá mã đề khô, sau đó đốt phần lá này và trộn chung với giấm. Sau khi ngâm được khoảng 1 tuần thì có thể sử dụng để thoa lên da đầu, trị rụng tóc rất là hiệu quả.